chào tất cả quý vị và các bạn. Rất vui khi gặp lại các bạn trong chương trình Talk Show của Sâm TV xoay quanh về vấn đề Sâm mình là sở khuy trong giới trẻ Việt Nam hiện nay. Thì trước khi bước vô chương trình, Mai và ekip cũng rất là vui mà nhận thấy được cái số lượng người xem chương trình Sâm TV ngày càng tăng. Chính vì những cái tương tác đối với mọi người cao như vậy thì mình nghĩ là nghề Sâm đang được đón nhận, cũng như là giới trẻ thì đang coi Sâm như là một nhu cầu làm đẹp. Mình và ekip cũng cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Sâm TV. Sâm và một số cái ngành nghề nghệ thuật khác đều là những thứ gọi là đam mê. Bởi Sâm hình là xuất phát từ nhu cầu làm đẹp, mà nhu cầu làm đẹp trang trí cơ thể thì là những cái nhu cầu chính đáng hàng ngày của con người, chứ không phải là chỉ để phục vụ nhu cầu xăm chỗ, để phô diễn hoặc là để hù dọa người khác. Đã nói về đam mê thì chúng ta cần phải tiến tới không bằng cách này hoặc cách khác. Nếu cứ tiến tới thì mình mới đạt được thành công. Thì hôm nay trong chương trình Sâm TV xin giới thiệu với các bạn một nhân vật mà cậu ấy giống như là một ngọn lửa truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, vì chính những khó khăn mà cậu ấy đã vượt qua và vì cái đam mê mà cậu ấy đã đạt được thành công ngày hôm nay. Thì xin mọi người xem clip sau đây để biết được nhân vật này là ai nhé. Chào Lê Minh Châu, cảm ơn bạn đã dành thời gian tham gia chương trình cùng Sâm TV. Xin chào Sâm TV Việt Nam và xin chào MC Mai. Thì lúc nãy thì mình có xem qua clip của Châu và thực sự mình đã gặp Châu ngoài đời và cũng đã làm việc với Châu, thì mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ Châu cho khán giả biết được là tại sao mà Châu lại có thể trở thành một họa sĩ như ngày hôm nay. Thật ra thì Châu đã theo nghề họa sĩ này là gần 20 năm trong nghề. Thật ra thì mình lúc đầu thì mình chỉ tính là theo con đường nghiệp dư, chứ cũng không muốn là trở thành chuyên nghiệp. Và do là tình yêu và đam mê bắt đầu xuất phát từ bé, và nhờ những học từ những nghệ sĩ của thế giới, và mình đã có nhiều kinh nghiệm và có những cái bài học cho cuộc sống, bài học về đạo lý, về bài học cách để mình đối nhân xử thế như thế nào, và giữa bài học cách giữa mình đối với nghề nghiệp. Đã khoảng 20 năm nhưng mà tuổi đời của Châu thì hai mấy thôi. Vậy thì từ những năm mà còn nhỏ thì Châu đã tiếp xúc với vẽ như thế nào? Châu đã bắt đầu vẽ từ 9 tuổi. Từ 9 tuổi thì đó là nền tảng bắt đầu căn bản đầu tiên, từ những cho bút chì. Rồi đến năm thứ hai là bắt đầu từ qua những màu sắc. Rồi đến năm thứ ba thì mình bắt đầu mình học một cách gần như là chuyên nghiệp hơn. Tất cả mọi người đều thấy là tay chân của Châu là rất là bị hạn chế. Vậy thì những ngày đầu như vậy thì Châu có thể chia sẻ một chút là Châu bắt đầu như thế nào không? Rồi Châu gặp những khó khăn gì để có thể trở thành một nghệ sĩ, họa sĩ danh tiếng trên toàn thế giới như nào? Bắt đầu vẽ thì lúc đầu thì Châu cũng có vừa vẽ bằng tay vừa vẽ bằng miệng. Thì vẽ bằng miệng thì ban đầu thì lúc đó 5-9 tuổi bắt đầu thì nó có nhiều cái sự hạn chế hơn, và tay chân mình rất là yếu và không có nhanh nhẹn như bao người bình thường khác, và cùng
một số lứa cũng dạng là khuyết tật nhưng mà cũng theo tình trạng thuộc dạng là từ nhẹ cho tới nặng. Thì cháu cũng thuộc dạng là tình trạng là cũng gần khá nặng. Và sau đó thì lúc đó thì mình đã cố gắng, thì mình đã bắt đầu là từ 5-9 tuổi là cũng bắt đầu từ đi học và cũng bắt đầu là xuất phát từ tình yêu đam mê với hội họa. Trải qua có nhiều cái thăng trầm thì đến năm khoảng 13-14 tuổi thì cháu có một cái chấn thương tai nạn, tại lúc đó là mình cũng có chơi thể thao là bóng đá và có đá banh luôn. Và cháu đứng vai trò là trong vai trò là hũ hành, thì do va chạm giữa hũ môn với tiền đạo của là đá với những người bình thường chứ không là đá với của đội hình của người khuyết tật với người khuyết tật. Sau đó thì chấn thương xảy ra thì cháu bắt đầu là gần như là không chép bài và chỉ ghi âm lại và nhớ những gì trong đầu. Về đêm thì bắt đầu là cũng lúc đó là cũng bắt đầu vẽ bằng miệng, gần như là chính thức, là bắt đầu có những cái giai đoạn khó khăn như là phải xử lý cọ giữ lâu bằng miệng từ lưỡi và răng để nắm chắc cọ, và phải duy trì được làm sao mà xử lý được từ độ đậm nhạt của cọ như thế nào, phải duy trì từ 1 tiếng rồi lên 2 tiếng rồi cho tới bây giờ thì vẽ lên tới một ngày thì hơn 10 tiếng đồng hồ trong một ngày. Là bây giờ cháu có thể dùng miệng của mình vẽ trong 10 tiếng hồ. Thì cái mình là người có đủ tay chân và mình cũng có thể vẽ, nhưng mà để mà dùng tay vẽ 10 tiếng là đã là cả một quá trình, còn đây là miệng thì cái khoảng cách giữa miệng và cái tờ giấy thì nó rất là gần, nên cái độ tập trung của Châu cũng phải cao hơn. Cho mình hỏi là trong cái quá trình mà từ trong trại dành cho những người khuyết tật mà để ra ngoài xã hội mà mở một cái gallery và để tiến ra thế giới nữa thì Châu đã trải qua như thế nào? Đúng theo tuổi thì là 18 tuổi là bạn phải quyết định là phải rời khỏi nơi trại, là bạn có thể tự quyết định cho cuộc đời của mình. Thì do đầu quyết định trước 18 tuổi là tầm 16-17 tuổi là đã quyết định rời khỏi làng và cho đã theo con đường về đam mê của mình. Một trong những con đường mà mình đã từng chia sẻ và nói rằng là một trong những con đường mà nó có thể khắc nghiệt và phiêu nhất là trở thành họa sĩ để mang tất cả những sản phẩm giá trị nghệ thuật của Việt Nam gửi đến thế giới. Và khi đã nói thì bắt đầu nhiều người cũng sẽ có những cái cho được cho là viển vông và được cho đó là những cái không bao giờ để trở thành hiện thực được. Và Châu đã quyết định rằng là bạn có thể cười và có thể là sự khinh thường của bạn, và tôi sẽ bước đi con đường của tôi. Mỗi người sẽ có mỗi cái con đường riêng của mình và mỗi câu chuyện, để khi bạn tới một thành công nhất định thì bạn sẽ có một cái câu chuyện để bạn kể những gì mà bạn từng trải qua. Vậy thì khi mà 16 tuổi bước ra ngoài đời đó thì Châu bắt đầu bằng việc là mở một cái tiệm luôn hay là mình vẫn chỉ là đi kiếm những người đặt chân mình vẽ mà không cần mở tiệm? Điều đầu tiên thì khi mà bước ra khỏi nơi đó thì Châu đã quyết định là sẽ cần phải học hỏi kinh nghiệm nhiều trên đường đời từ những người mà đã xây dựng, đã có những cái tên tuổi và những phong tranh. Và mình sẽ xin công việc là với tư cách là một trong những người thợ vẽ. Thì khi mà trải qua quá trình thì cho biết rằng là những nơi họ sao chép là những bức tranh của thế giới, và gần như là họ nghiêng về kinh doanh hơn là sáng tác. Và cho đã quyết định rằng là một ngày nào đó tôi sẽ không làm những công việc giống như những gì mà họ đã làm, và tôi sẽ theo một cái con đường riêng, đó là theo sáng tác, và sẽ là một cái đậm chất mà mọ qua từng mỗi nét vẽ riêng của tác phẩm để gửi gắm cho những người ở trong nước và cũng như là trên thế giới. Chính vì những cái tư tưởng mà làm việc không có vì lợi nhuận như danh tiếng mà những tác phẩm của Châu đang lan tỏa trên toàn thế giới và rất là được nhiều người trong nước và nước ngoài yêu mến. Vậy thì từ một cái đam mê hội họa, Châu đã tiếp xúc với cái xăm mình này như thế nào? Tại vì mình thấy là trên người Châu rất là nhiều hình xăm,
Mời Châu tới với Talk Show ngày hôm nay để cho mọi người được biết là ở đất nước Việt Nam này không chỉ có giới giang hồ mới xăm mình, mà kể cả những người làm đẹp như Châu, những người họa sĩ nổi tiếng như Châu cũng thích xăm mình. Vậy tại sao Châu lại xăm nhiều như vậy? Cục mốc mà đầu tiên mà Châu quyết định cho những hình tattoo trên người mình, đó là một sự quyết định khá là táo bạo. Kể từ khi bắt đầu từ năm 2016 là một trong những cái cục mốc đầu tiên. Thật ra thì mỗi quá trình của mỗi người đều có đều cái cục mốc đầu tiên. Tại sao mình quyết định làm vậy và như thế nào đó. Và lúc đó thì năm 2016 đó là điều mà cái thành tựu đầu tiên mà mình có được, là một trong những người Châu từng là diễn viên điện ảnh, có một bộ phim riêng đã đi tới đường con đường Oscar năm 2016, là một trong những người gọi được cho khả năng đầu tiên của Việt Nam lọt top vào sâu nhất của con đường của bộ phim những điện ảnh danh giá của thế giới. Và bắt đầu nó cũng giống như là mở một trang giấy mới, và nhiều người đã biết về mình với một con người nhỏ bé, mảnh đất chữ S. Và nhỏ bé sau hơn vài chục năm mà do chiến tranh để lại. Đó là bộ phim Châu Beyond the Line. Châu Beyond the Line. Yeah. Rồi, và cái đến khi đầu, đó là đầu của đầu năm 2016. Là khi bộ phim đó ra đời là Châu xong về bộ phim đó. Ra xong rồi là khi mà sau đó thì Châu lại nhận một chuyến đi với tư cách là gần như là một người trong vai trò là gần như là một người đại sứ đầu tiên của người Việt Nam với tư cách là một người khuyết tật đến với Liên Hiệp Quốc nói về quyền lợi của người khuyết tật của Việt Nam và trên toàn thế giới. Và như một phần cũng giới thiệu về bộ phim của Châu Beyond the Line tại là cho những hơn 100 đại sứ quốc gia để họ cùng coi và đánh giá và để họ biết được thêm về của một con người nhỏ bé. Bên cạnh đó thì Châu cũng có, lúc đó là những năm bắt đầu Châu đã có những bức tranh đầu tiên, khoảng tầm hơn 20 bức là bắt đầu đã gửi đến thế giới. Đến cuối năm 2016 thì được cho là một trong những người được cho truyền cảm hứng của năm. Sau chuyến của lúc đó thì trong năm đó thì Châu đã quyết định là khi về Việt Nam thì Châu đã bắt đầu là xăm đầu tiên của một nữ đạo diễn người Mỹ mà đã làm bộ phim của mình. Và tiếp nữa là tới là nhân vật là mình. Và cuối cùng là tên của bộ phim và chữ ký tên của mình lên trên người. Là Châu dùng những hình xăm đó để đánh dấu như đó là một cột mốc rất quan trọng trong cuộc đời của Châu, đã đưa Châu ra đến với toàn thể thế giới và cho mọi người thấy được khả năng của mình vượt qua cái hoàn cảnh đó. Vậy thì theo quan niệm của một người họa sĩ như Châu thì xăm mình có phải là một cái nhu cầu làm đẹp hay là chỉ để thể hiện những cái giang hồ hổ báo như là quan niệm của những người Việt Nam ngày trước hay nói? Thật ra thì lúc mà Châu ở phía của tại trụ sở của Liên Hợp Quốc thì Châu có một số vài người là họ là người Mỹ và họ cũng là một của chính trị của, thì sau đó Châu có gặp vài người thì Châu có họ cho thấy vô tình được là họ có những cái hình xăm, thì sau đó Châu hỏi là nếu tôi là người mà công chúng và tôi xăm nhiều một số hình như vậy thì có ảnh hưởng gì không, thì họ nói rằng đó là một cái điều tốt, không có gì hết. Đối với những người thì họ sẽ có một số tế nhị là họ xăm rất là nhiều hình và gần như là họ sẽ không để lộ một cái hình xăm nào ở ngoài. Và lúc đó thì mình nghĩ rằng là quyết định là khi về Việt Nam là mình sẽ làm. Khi mà về làm thì bắt đầu Châu có những cái hình xăm được cho là khá kín và gần như là không có phô trương. Tại vì khi mình mặc áo vào thì lúc đó là mọi người sẽ không thấy. Và càng về sau thì bắt đầu cái những hình xăm bắt đầu từ trên cổ bắt đầu lộ diện ra. Tại sao Châu lại thay đổi quan niệm là không có xăm kín nữa mà lại xăm lên những chỗ người ta có thể nhìn thấy? Thật ra thì đó, Châu nghĩ rằng đó là những cái cục mốc đầu tiên của mình. Cục mốc mà thành tựu đối với con người mà đã đóng vai trò gần như là một phần nào đó
cho niềm tự hào của quốc gia Việt Nam đối với thế giới. Thì lúc đó khi Châu Sâm bắt đầu lên thì bắt đầu là nhiều nghệ sĩ ở Mỹ, họ cũng là một trong những người đã có coi phim về của Châu, và họ đánh giá là đó là một cái rất là ý nghĩa, và bạn hãy cố gắng tạo nên mọi cái giá trị mà bạn bước qua, cách giống như là Mai cũng vậy, hoặc là những người khác với một bạn với nhiều người khác cũng vậy, cũng như vậy. Và đối với Châu Sâm thì đó là một cái giá trị của nghệ thuật. Xu hướng của nó là bây giờ nó đang nghiêng về nghệ thuật nhiều hơn. Đối với ở Việt Nam thì Châu cũng biết là hình xăm thì nó chưa được một phần tôn trọng trong giới xã hội, và nó được coi cho là một phần của kỳ thị, khách quan hơn để mọi người có thể nhìn cái hướng khác, rằng là xăm là một nghệ thuật, và xăm không phải là để là một được coi là trong cái giới xã hội đen. Nên khi mà Châu đã hiểu được cái vấn đề đó thì Châu đã quyết định là mình phải là người khuyết tật Việt Nam, có thể phải gần như là phải đầu tiên để thay đổi được cách góc nhìn của nhiều người khác. Mình đã có tiếng nói thì mình phải hành động được và nói cho họ hiểu được cái giá trị của nghệ thuật. Thật ra thì phải cho họ hiểu là thật ra một phần nữa là nghệ thuật nó đã có từ lâu đời rồi, chứ không phải là có bây giờ. Vậy thì khi mà Châu xăm xong á, thì bắt đầu xuất hiện những cái hình xăm người ta thấy nè, thì chắc chắn là cái ánh mắt của người ta nhìn Châu và những cái người mà đã từng quen biết, đã từng ở chung với Châu á, thì người ta có bất ngờ hoặc là người ta có thay đổi cái ánh nhìn với Châu, hoặc là người ta có suy nghĩ là Châu dạo này là dạo này đi nước ngoài ra thế giới đua đòi ăn chơi theo thú xăm mình như là họ hay nói với những thanh niên xăm mình khác không? Thật ra thì cái này vẫn có, không ví dụ như là mình xăm xong rồi cái mình bắt đầu là thật ra thì nay đứng trước tắt xăm TV Việt Nam thì Châu ăn mặc là sẽ hơi khá bảnh trai, nhưng mà nếu mà gặp Châu ngoài đời bình thường thì sẽ không phải là ăn mặc một phong cách như vậy, mà là nó gần như là của xã hội hấp nhất, là như những người bán vé số rồi những người ăn xin. Tại vì đó là cái gu mà mình cực kỳ thích. Và một phần nữa là tại vì ở môi trường của Việt Nam thì bạn cũng phải hiểu rằng là cái tùy hẹt đó là cái hoàn cảnh mà nhiệt độ của Việt Nam là nó khá ẩm và nóng, và bắt buộc mình phải ăn mặc theo phong cách đó. Nó sẽ giúp mình, một phần nữa là đó là một cái gu. Mỗi người sẽ có một cái phong cách, cái style của style thời trang khác nhau. Thì sau đó thì Châu ăn mặc như vậy, rồi sau đó Châu đi vô, Châu có những hình xăm đầu xuất hiện ra nhiều, thì bắt đầu đi vô những nơi sang trọng thì bắt đầu là Châu bị họ bắt đầu là đuổi mình ra, rồi họ nghĩ rằng là mày vừa xăm mình, mày nhìn giống như là một giống xã hội đen, rồi mày rồi họ cho rất là đủ điều, và sau đó họ đuổi mình ra. Thì lúc đó thì mình mới nói với họ rằng tôi là một nghệ sĩ chứ không phải là tôi là kẻ ăn xin. Tại đó là cái gu của tôi như vậy, và hãy tôn trọng tôi và cũng giống như những người khác. Châu đã bao giờ mà mang những hình xăm này về với cái trại khuyết tật của mình để cho mọi người ở đó nhìn thấy chưa? Thật ra thì Châu cũng có, nhưng mà đa phần thì những giáo viên cũ họ không thích cho lắm. Họ không thích đối với những cả đi đến những được cho là những cơ quan của nhà nước thì họ, lúc đầu thì họ nói chung là thật sự là họ không thích. Họ không thích, họ nhìn với các ánh mắt bị môi, rồi những cái nhíu máy của con mắt, rồi những cái lướt nhìn của con mắt, nó rồi những cái hành động, những cái nói sau lưng. Rồi mình hiểu cái vấn đề đó thì lúc đó mình mới nói trong tâm rằng cái đó là nghệ thuật, tại vì mình là người làm trong nghệ thuật nên mình đã hiểu cái giá trị của nghệ thuật, nên chắc nghĩ là không cần phải nói nhiều. Và khi bắt đầu những cái hình xăm mình đi thăm lại những nơi mình sống, rồi để ủng hộ và giúp đỡ là cho những em có những cái hoàn cảnh khó khăn hơn, thì có những cái mà một số em cũng hỏi rằng là xăm có đau không, rồi sau đó mình nói là
thì cũng giống như là bạn vấp ngã trên đường đời vậy thôi. Vậy thì khi mà Châu cảm nhận cái mũi kim trên người của Châu thì Châu có thấy đau không? À, một số ở vùng chỗ thì Châu được biết thì lúc đó thì Châu giống như là về phía của anh Vinh và anh Bót thì cũng có tư vấn, tư vấn rằng là sẽ có vài chỗ khá là đau như gần ngay phần eo hoặc là có thể là gần ngay sau gáy tai là một trong những vị trí là cực kỳ khá đau. Nhưng Châu nói là Châu sẽ thử từ những mũi kim đầu tiên từ của anh Bót, rồi sau đó tới anh Vinh. Thì lúc đó thì Châu nói rằng là em không chơi ủ tê, em không thích chơi gây mê. Thì vì nếu ủ tê thì nó là một cái chất của ngoài da, còn nếu gây mê thì là bạn phải dùng cái thuốc tê từ dược hoặc là uống ở trong người, dùng kim để chất quen, để gần như thấm thấm. Thì nó sẽ đến khi một ở độ tuổi nào đó thì bạn sẽ phải bị mất một phần nào của trí nhớ. Và cái đó là Châu đã tìm hiểu qua nhờ những mẹ nuôi hướng dẫn qua cách về của ngành của bác sĩ và liệt kê của thuốc. Và sau khi mà Châu hiểu được cái giá trị đó thì hiểu được cái phần một phần nào đó thì Châu mới bắt đầu quyết định là không không gây mê. Nhưng có đến khi mà cái giai đoạn bắt đầu full, gần full nửa người thì Châu bắt đầu thử sức là ủ tê, thì cho cảm giác rằng là thật ra là ủ tê nó sẽ đau hơn là sọc là từ những cái kim trực tiếp trên da. Tại vì nếu cái kim trực tiếp trên da thì giống như là bạn được gãi ngứa từ những con ong hoặc là những con kiến, thì nó giống như là một cái phần gãi ngứa nhẹ. Nhưng mà đến khi mà bạn ủ tê lên rồi, những cái kim đến khi cái đoạn thời gian nhất định nào đó thì lúc đó thì bạn sẽ phải cảm giác rất là rát và đau. Và nó cảm giác như giống như là một ai đó cầm cục đá mà đốt lửa rất là lâu rồi sau đó là ịn vô người mình. Rát bỏng, cảm giác nóng rát. Và tại vì cơ thể mình là đã chịu rất là nhiều về tự trải qua những cái bệnh tật rồi. Nên khi mà để những cái kim lên đó là một cái chuyện bình thường đối với Châu. Và tại vì mình thường hay nói chơi những cái câu này, cuộc đời chả còn gì còn nữa. Tại vì sinh ra đã như vậy rồi, rồi mình chẳng làm gì tốt đẹp hơn. Thôi cuộc đời nó cũng giống như là tàn phai rồi, thì cứ mọi thứ cứ quyết định cứ đi tiếp, cứ chơi, cứ đủ thứ thử, cứ trải nghiệm thì mình sẽ thấy được là nó có mọi cái vẻ đẹp ở tiềm ẩn mà mình cần phải khám phá. Vậy thì khi mà Châu xăm như vậy á, Châu có lo lắng là quá trình xăm sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mình không? Ban đầu thì lúc đầu thì Châu cũng có một cái suy nghĩ khá là lo lắng là nếu xăm càng nhiều thì có thể là tỷ lệ giảm sức khỏe nó sẽ càng xuống. Nhưng mà khi mà Châu coi Châu được tìm hiểu trong số giới tattoo ở bên Mỹ thì Châu hỏi rằng thì họ đa phần một số thành phần có một số người đa phần thì hầu như là mọi nhiều người nói rằng là họ càng xăm thì sức giữa người có hình tattoo, những người được xăm nhiều và những người không có hình xăm thì tỷ lệ của những người có nhiều hình xăm thật sự là họ có sức khỏe khá là tốt hơn. Họ ít khi bị những cái bệnh lặt vặt. Đúng, bản thân của mình là người trải nghiệm là mình bắt đầu xăm cũng 7-8 năm. Thì từ đó tới giờ là hầu như mình không có cái bệnh gì gọi là cảm sốt hay là mặc dù người có ấm một vài ngày thì cũng qua nhanh lắm, và một năm thì mình chỉ cùng lắm là bị sốt vài ngày thôi, bị cảm sốt vậy thôi, chứ còn cái hệ miễn dịch hoặc là những cái đề kháng của mình cũng khá ổn, không biết sau này ra sao thôi. Thật ra thì cái phần mà để những cái kim những mực nó trong người thực ra là nó để một phần nào đó thì nó gần như là cái sự thanh lọc máu nó đẩy trong người ra. Thì giống như cách bạn ăn uống, những cái nào nó sẽ không hư tốt, nó không tốt thì nó sẽ đẩy ra những chất hư. Và những giống như cơ thể của dòng máu cũng vậy, thì lúc đó nó sẽ giúp cho những cơ thể miễn dịch nó rất là tốt. Và cái gần như là có thể là những người trong năm mà họ đến nỗi gần như là sức khỏe của họ là
nếu họ duy trì vừa cách ăn uống và cách sinh hoạt tốt thì cái hệ miễn dịch của họ rất là cao đối với những người gần như là không xăm một hình nào. Cái quá trình xăm cũng giống như là quá trình tạo nên một vết thương, thì những người xăm nhiều thì cơ thể người ta có nhiều vết thương, và cứ nên cái chế độ mà làm lành cơ thể của mình nó hoạt động liên tục, mình nghĩ là nó nhạy bén để nó chống lại những cái bệnh tật mà lặt vặt. Dạ, đúng. Vậy thì trên người Châu bây giờ có bao nhiêu hình xăm rồi? Xét ra thì cũng trên 10 hình xăm rồi. Trên 10 hình rồi mà Châu có ý định là kín người không? Châu sẽ quyết định thì bắt đầu thì cũng khoảng thực hiện được cũng 25-30%. Và Châu sẽ quyết định là đi từ cổ xuống hết, và không nói chung là mình sẽ full hết người nhưng mà không full đầu. Mình thấy là Châu là bắt đầu là cổ là đã hai bên là đã xuất hiện hết, và có cái hình con chim chim lạc trong trống đồng đúng không? Của Việt Nam bên ngực đây rồi. Thì mai mốt là cũng là một con chim nữa ở bên này đúng không? Tại sao Châu lại xăm cái con chim lạc ở trong trống đồng? Thật ra nó nếu đúng theo định nghĩa thì loài chim này là một trong những loài chim có thật, và nó là thuộc dạng là dòng chim hạc. Nó là xuất phát cao từ trong các giới loài chim cho sự tịnh tâm. Nếu nói về tâm linh thì nó là một cái sự tịnh tâm minh bạch và trong sáng. Thật ra thì nó là nếu mà nói đúng là loài chim có thật thì đó là loài chim cao quý cao nhất. Khi còn đến loài những loài dòng như là loài phượng thì đó là một cái dòng, đó là nó từ con chim hạc kết hợp với một số dòng của con để tạo ra được gọi là dòng phượng. Đó là xuất phát của người Trung Hoa, và sau đó thì nó đã ảnh hưởng tới Việt Nam. Đại Việt thì lúc đó thì mọi người cứ nghĩ rằng đó là dòng phượng, có thể là loại dòng cao quý nhất. Nhưng khi tìm hiểu thật kỹ thì loại dòng này là dòng có thật, nó có sống từ khá là lâu cho tới bây giờ. Thì sau đó thì Châu mới quyết định rằng là sẽ xăm con chim này, là nó cho sự gọi là một sự tâm linh rất là cao, một sự minh bạch, một sự trong sáng, một sự huyền bí, có thể giúp tịnh tâm từ tất cả, từ thế giới của thật cho tới thế giới của ảo. Chim lạc cũng mang cái ý nghĩa gắn liền với dân tộc Việt Nam. Khi mà Châu xăm như vậy và Châu đi ra thế giới để mọi người nhìn cái cơ thể của Châu, thì Châu lại cho người khác biết được một chút về văn hóa Việt Nam. Thì cái đó cũng là một cái suy nghĩ rất là tôn trọng văn hóa đất nước và tôn trọng cái nghệ thuật xăm mình. Trong quá trình mà Châu xăm á, thì Châu có nghĩ là bao giờ những cái hình xăm đó sẽ hoàn thành không? Thật ra thì cơ thể của Châu rất là yếu. Khi mà để hoàn thành được những hình xăm trên người thì Châu cần phải mất khoảng vài năm. Tại vì mình không có, thật ra là cơ thể người Châu thì gần như là không có một miếng thịt. Lâu lâu thì Châu mới xăm một lần thôi đúng không? Châu phải sắp, với một phần nữa là do là công việc của Châu khá bận, nên mình phải cố gắng là sắp xếp thời gian ít nhất là có thể là gần 10 tiếng đồng hồ để cho một ngày mới có thể đi tới tiệm xăm để trở lại để cho tiếp tục những hình xăm nó được hoàn thiện hơn. Chắc có lẽ là sau khi mà Châu xăm xong hết cái toàn thân của Châu đi, thì câu hỏi Châu thích hình xăm nào nhất mới nên xuất hiện ở đây đúng không? Tại vì Châu chưa có xăm xong mà mình hỏi câu đó thì nó cũng hơi kỳ. Thì rất là cảm ơn Châu đã đến đây với cái cuộc trò chuyện này để nói thêm về tài năng của Châu. Thì quý vị có thể nhìn thấy bức tranh phía sau đây của mình. Đây là bức tranh Châu vẽ tặng mình và anh Vinh. Thì bức tranh này Châu nói là làm trong vòng 20 ngày đúng không? Trong khoảng 20 ngày sau Tết năm 2019, và Châu vẽ bằng miệng. Mọi người có thể thấy tất cả những chi tiết ở trên bức tranh đều rõ ràng, kể cả từ chiếc nhẫn của mình đang đeo. Thì để mà vẽ bằng miệng với cái cự ly gần và với cái độ chi tiết đến từng sợi tóc, đến từng hột, cái hột ở trên cái nhẫn chút xíu như thế này mà Châu còn làm được, thì mình
thật sự rất là ngưỡng mộ và nể phục. Cảm ơn Châu thì hôm nay đã dành rất nhiều thời gian dành cho Sum TV, một cái buổi trò chuyện xoay quanh một người khuyết tật nhưng mà lại có đam mê sum mình và lại có tài năng xuất chúng để trở thành một người họa sĩ nổi tiếng thế giới. Thực sự rất ngưỡng mộ và vui mừng khi được trò chuyện với Châu. Xin cảm ơn Mai và cảm ơn Sum TV Việt Nam đã tạo điều kiện và cho Châu tới chương trình. Và xin chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và hãy đam mê và theo đuổi với con đường nghệ thuật của mình. Mỗi con đường nó đều không có điểm dừng và nó rất là dài. Khi chúng ta biết ở điểm dừng ở đâu và chúng ta sẽ phải biết là đi đến đâu. Cảm ơn Châu. Mình cũng chúc Châu là luôn vững bước trên con đường nghệ thuật của Châu đã chọn và mang đến cho những cái nhìn tốt đẹp đến cho mọi người trên toàn thế giới, tiếp thêm sức mạnh cho những người khuyết tật ở khắp mọi nơi. Cảm ơn Châu. Thì chương trình Sum TV ngày hôm nay không có cái điều gì đặc biệt để gửi tặng đến Châu, cũng chỉ là một cái logo của chương trình để cho kỷ niệm cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Đây là cũng là vẽ tay của từ một họa sĩ đến từ Nam Định, Hoàng Anh Tâm. Xin tặng Châu. Rồi, cảm ơn.